Kết phiên ngày 10 tháng 1, thanh khoản 7.166 tỷ, giảm 0,86 điểm xuống còn 1.053 điểm. VN30 giảm 0,61 điểm xuống còn 1.060 điểm. Khối ngoại tiếp tục mua dòng hơn 440 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Họ mua rất là nhiều HBG, VNM, BVD, STB, KDH, SSI. Họ bán ra nhiều KDC, DGC, Vietcombank, Nam Long. Đấy, hôm qua những cái... các bạn xem video hôm chủ nhật, đúng không? những cái dòng mà tôi phân tích với mọi người dòng đầu tư công kiểu gì thì kiểu sẽ có đỉnh hai bạn nào mà đánh thuần về mặt phân tích kỹ thuật cứ đợi đỉnh hai rồi rồi cân nhắc chốt sau không việc gì phải phải lo cả và những cái cổ phiếu ví dụ như kiểu lcg hay hv chẳng hạn tôi cũng phân tích mọi người là nếu các bạn muốn mua cổ phiếu trong nhịp này thì các bạn ưu tiên lcg hay hv và dòng đầu tư công thì khi về vùng hỗ trợ các bạn có thể tham gia các bạn mua được bởi vì những cái dòng này là dòng tiền mẫu hình của đang đang tốt nhất và kiểu gì thì kiểu nó sẽ có đỉnh hai để các bạn tham gia các bạn mua đấy có khi các bạn trên youtube nhé điểm mua còn tốt hơn cả trong nhóm cơ bởi vì trong nhóm nha tôi còn đợi về vùng nền cơ về cái vùng uh, yêu thích của tôi thì tôi tí nữa tôi sẽ phân tích mọi người tại sao lại không khuyến nghị mọi người mua được bởi ví dụ như cầu lcg chẳng mọi lcg chẳng hạn đúng không lcg chẳng hạn Đấy, thì, thì mình canh nó về lớp gáp cơ đấy, đấy, mình canh nó về lớp gáp thì cũng phân tích mọi người chơi youtube rồi những cái ông chơi youtube chẳng hạn ông những các bạn trong nhóm thì các bạn đợi khuyến nghị các bạn mới mua cơ có những cái bạn chơi youtube à đang nghe phân tích ở trên youtube rồi là cứ đợi, về gần gần điểm đấy là mua thôi ví dụ như kiểu lcg rất là nhiều bạn sẽ mua được cái phiên ngày mùng chín tháng một đúng không nó về gần vùng lớp gáp chẳng hạn các bạn xem à, ví dụ ông dương thụ tc này ông khuyến nghị là à ví dụ à, dòng đầu tư công kiểu gì thì kiểu nó sẽ có đỉnh hai thì nó về vần, à, gần, cái vùng mà các bạn thích rồi là các bạn tham gia các bạn mua luôn cái phiên ngày hôm qua là, bây giờ các bạn rất là ngon ví dụ trong trong nhóm thì tôi lại thích về vùng nền hoặc là lớp gáp cơ thì tôi bắt đầu tôi mới mua Đấy, kiểu như vậy đôi khi phân tích được mọi người nhé đôi khi phân tích được nhưng mà để mà nói để mua không mua được Đó không mua được bởi vì là mình lại cần kén chọn cái điểm mua cơ Đó, thành thật với mọi người giai đoạn này thì thì tôi cũng không thích đầu tư lắm thành thật mọi người bởi vì giai đoạn này nó vnx nó gặp vùng kháng cự mà cho nên là mình không không khoái mua lắm đấy mặc dù là khuyến nghị của mọi người trên youtube là nếu mà canh uh, An ăn kéo đỉnh hai thì các bạn cứ canh lcg hdv dòng đầu tư công nhưng mà trong nhóm có khuyến nghị được đâu mặc dù là canh đấy nhưng mà nó không về đúng điểm của mình mua ví dụ các bạn xem nha lcg này gáp của nó là 798 chín đúng không nó chỉ về gần vùng lắp gáp thôi nên là giá thấp nhất ngày hôm qua là 805 và ngày hôm nay là nó mở xanh điểm luôn đấy cho nên là không mua được bởi vì nó cứ đòi giá ngon cơ ông nào mà ông 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 mà ông đánh thuần mà, mà phân tích kỹ thuật à thôi chết khấu nó, nó cũng được tầm 7% rồi tham gia mình mua để ăn cái đỉnh hai là rất là ok phiên ngày hôm qua. đó như tôi đánh giá nếu mà các bạn mua ngày hôm qua thì tỷ lệ win nó sẽ cao hơn và, và 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 ngon hơn đó, ngon hơn bởi vì là các bạn lưu ý cái dòng đầu tư công giai đoạn này nhé mọi người nhé. Nếu mà chứng khoán này thép này, đấy và dòng uh, chứng khoán thép và bất động sản nó mà tốt nha mọi người nhé, ngày mai cái đội này nó mà tốt mà giữ trận thử được thị trường hoặc là tăng nhẹ thì các bạn có thể tiếp tục cầm dòng đầu tư công cho cái target cao hơn nhưng mà nếu cái đội này nó yếu chẳng hạn hoặc là phân kỳ âm hay là dòng tiền lớn nó thoát ra thì các bạn phải lưu ý là dòng đầu tư công các bạn chỉ đánh ngắn thôi chứ không có cầm quá dài được nha mọi người nhá. đầu tư công đang là dòng mẫu hình dòng tiền đẹp nhất của thị trường cho nên các bạn cứ để các bạn cầm thôi nha ok đấy là LCG hay là HSV này phân tích các bạn video hôm chủ nhật thậm chí có những các bạn bình luận phía dưới đúng không YouTube tôi cũng có bạn nào bây giờ họ hỏi là những dòng đầu tư công mà bây giờ mình muốn mua thì mua cổ phiếu nào thì mình bảo là ưu tiên hhv lcg đấy. bởi vì mỗi, mỗi khi mà kết thúc video tôi có phân tích với mọi người là cũng bảo mọi người nếu mà muốn hỏi anh nào các bạn bình luận phía dưới Đúng không? tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người đấy kiểu như vậy thì nhiều bạn cũng hỏi điểm mua nếu mà cái kèo nào mà tôi thấy hay hay mà cái tỷ lệ win của tầm Uh, 60, 70% tôi sẽ khuyến nghị mọi người canh những cổ phiếu mà mình thích nhất nó thích thích nhất thì các bạn canh các bạn mua thôi nhưng là chẳng hạn thì tôi đánh giá cũng không nhiều bạn mua được đâu bởi vì là tôi có phân tích trên YouTube mọi người là những cái điểm mua vì tôi về vùng tầm uh, quanh quanh vùng uh, 980 đấy thì nó chỉ về được vùng 10, 20 thôi Chứ nó có về được vùng đấy đâu Lai độ đánh cũng rất là khôn không đánh rất là khôn nó nó, nó không về quá sâu cũng trả về lớp gáp gì cả nó đánh tích lũy quanh vùng này và đạch lên luôn đúng không? nó về vùng dưới này thì để các ông ấy mua vào để chết đúng không? ông nào mà đánh thuần về mặt hai đỉnh nói chung là mình phân tích trên này thì dành cho những nhà đầu tư ví dụ như kiểu là người ta đang cầm đầu tư công chẳng hạn người ta đang lo lắng cái vấn đề là bây giờ liệu có lên bán hay không đúng không thì mình phân tích ở trên này thì có những bạn xem video rồi các bạn rất là tự tin các bạn có thể cầm các bạn đợi đỉnh hai các bạn bán ví dụ các bạn không bán cái ngày ngày 15 mùng à, 5 tháng 1 chẳng hạn thì các bạn đợi ngày mai đó khi mà nó tạo phong cái mẫu hình hai đỉnh thì các bạn bán thì nó sẽ được cái giá hơn và các bạn có khả năng các bạn gồng lời hơn đấy đấy kiểu là như vậy mọi người nhá phân tích là một chuyện có vấn đề mình mua được hay không là chuyện khác nhé mọi người nhá phân tích là một chuyện mua được không? bởi vì là mình hay kén chọn cái điểm mua mà đôi khi cũng chả mua được cũng rất là đáng tiếc đầu tư công đấy, lcg hav khuyến nghị trên youtube Mà cuối cùng là trong nhóm có mua được đâu cứ kén kén nó về cái vùng hỗ trợ mạnh mạnh một tí là mua hoặc là về lấp gáp thì mới mua Đấy, cứ kén như vậy thành ra là không mua được hàng Đấy, kiểu như vậy mọi người nhé. và cũng nghĩ là cũng thị trường đang rủi ro nhà đầu tư cũng có khả năng là nó cũng bán ác đấy đúng không cũng kén kén giá mua thì cuối cùng mua được đâu chính ra những ông trên youtube ông nghe ông lại mua được không? mình thì mình thích đánh những trận to cơ mọi người mình thích đánh những trận to và mình khuyến nghị nó đánh tỷ lệ win tỷ, à, tỷ lệ win nó cao và cũng như là trận nó lớn hẳn Oh, mua từ vùng nền lời khoảng tầm 30 40 phần trăm thích những cái trận kiểu như vậy như cái vùng mà vùng tích lũy chẳng hạn vùng đã đá tạo đáy phong đáy một đáy hai mà dòng tiền nó oánh mạnh uh, mẽ thanh khoản tầm 15 20 nghìn tỷ đấy thích thích đánh cái kiểu như vậy hơn là lúc mà thị trường nó đi lên trên cao như này rủi ro nó nhiều hơn cơ hội thành ra là hơi kén cái điểm mua mọi người nhé hơi kén cái điểm mua ok đấy dòng đầu tư công cứ thế mình cầm thôi mọi người nhé các bạn uh, nói lại này dòng đầu tư công các bạn cầm thoải mái nhưng mà các bạn phải để ý dòng thép này, dòng chứng khoán này. Nhá mọi người nhá, dòng thép, dòng chứng khoán và dòng bất động sản. Ba cái dòng này đang form mẫu hình dòng tiền của nó khá giống nhau và nó có độ rủi ro ví dụ mà ACD có thể phân kỳ âm chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn theo dõi dòng này, nếu mà các dòng này nó đều khỏe, mọi người nhá, đều khỏe và nó giữ được trận cho thị trường thôi, nghĩa là nó xanh nhẹ hoặc là quanh quanh giá tham chiếu thì các bạn dòng đầu tư công các bạn cứ cầm thoải mái. Còn nếu mà dòng này nhá, nó biểu hiện yếu hoặc là dòng tiền nó thoát ra mạnh chẳng hạn, nó vi phạm về mặt phân tích kỹ thuật quá nặng thì các bạn phải bán dòng đầu tư công và các bạn chỉ đánh ngắn thôi ví dụ ông nào mà đợi đỉnh hai dòng đầu tư công thì các bạn đánh đánh ăn mẫu hình hai đỉnh các bạn bán còn ai mà mới mua thì về tôi đánh, đánh giá là các bạn nên đánh tê cộng còn nếu mà cái dòng thép dòng chứng khoán và dòng bất động sản nó diễn biến tích cực thì các bạn cân cầm thoải mái bởi vì dòng đầu tư công đang là cái dòng mà mẫu hình dòng tiền đẹp nhất của thị trường mọi người nhé đẹp nhất của thị trường nó chưa vi phạm một cái gì cả dòng tiền cũng là đẹp nhất tăng thì tăng trần đúng không? thì các bạn cứ thế các bạn cầm thôi đến khi mà bây giờ là nó tạo đỉnh hai rồi đúng không? Nó tạo đỉnh hai rồi thì các bạn phải lưu ý các cái vấn đề về nến hay vùng kháng cự mạnh của nó khi gặp cái vùng đó nó có biểu hiện có nến đảo chiều hay không thì mình 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 bán mọi người nhé Ok. đây là dòng đầu tư công. À ngày mai mọi người nhé ngày mai nhiều khả năng con bâu này sẽ có đỉnh hai này, ngày mai kiểu năng khả năng nó cũng tăng tiếp. Đấy, con bâu này trong nhóm chuyên nghiệp tôi bảo mọi người là canh canh về vùng 11 là mình có thể tham gia các bạn mua. Đó, thì hôm nay nó giảm về vùng 11 35 Ờ, 11, 35 thì hôm nay nó bật ngược lên nó tăng 0,86 Con này nhiều khả năng có, có đỉnh hai thôi mọi người Con bầu này nhiều khả năng có đỉnh hai Cái form này thường thường là form có đỉnh đỉnh 2 mọi người nhé Nó giống form của dòng đầu tư công thôi Đấy, form của con bầu Xong dòng đầu tư công mọi người nhé Cứ thế cầm thôi Đang là dòng đẹp nhất của thị trường mỗi dòng tiền đẹp nhất Và cũng là dòng mà tôi khuyến nghị Trên Youtube này là chủ nhật là nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn ưu tiên LCG, HHV đấy, đúng không? Hai, hai cái form mà mẫu hình dòng tiền đẹp nhất và nhiều và, và dòng đầu tư công nó phải đến đánh rất là nhiều trận rồi với 70 80% cái form đó là có hai đỉnh cho nên không việc gì mình phải phải lo cả nhá mọi người nhá. Và đúng là nó có hai đỉnh đấy. vấn này trong nhóm hơi kén cái điểm mua cho nên không mua được, thành thật mọi người không không mua được. Bạn nào nếu mà theo dõi YouTube là các bạn tự tin là các bạn vẫn mua được đấy. Đấy nhưng mà tôi nghĩ là đa phần là lấy được vị thế thôi. Đó, lấy được vị thế thôi chứ khả năng là mua mạnh thì tất, tất nhiên là sẽ về vùng nền thì mình sẽ mua mạnh hơn. Còn nếu vùng giá không yêu thích lắm thì chắc chỉ mua khoảng 5 đến 10%, đặc biệt là thị trường giai đoạn mà cận Tết như này thì nhà đầu tư còn rén nữa. Đấy như LCG này các bạn thấy lái đánh LCG hay HDV chẳng hạn lái đánh rất là, là là là, khôn và khét như là nó biểu hiện nó gom được nhiều hàng mà Thành ra nó không về lấp gáp mọi người nhá thấy nhiều ông để xem à cổ phiếu về lấp gáp hay không thì mới mua nó nhất quyết là không về lấp gáp đánh ngược lên luôn ngày hôm nay nó mở 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 gáp xanh luôn cơ đấy, LCG ok à, phân tích dòng thép mọi người nhé. đấy hôm nay tôi thấy thấy rất nhiều cổ phiếu ví dụ thép này chứng khoán này bất động sản nó giữ được, vẫn giữ được trận không quá vi phạm quá nhiều. cho nên là các bạn mà cầm dòng đầu tư công thì tất nhiên rất là yên tâm. đây hòa phát này nó cũng đang tích lũy trên mười hai hôm nay tăng 1,02 điểm. mười hai cd bắt đầu cắt lên. đấy tất nhiên là giữ được hòa phát các thứ là giữ được mọi người nhé. nam kim Hòa wow, Phát giữ được Nam Kim cũng được nhé mọi người hôm nay lấy được 120 rồi Đấy, tăng 3,05 phần trăm cứ lình xình như này mà tích lũy mà có xu hướng tích lũy đi lên nữa mà thị trường có một phiên bùng nổ theo đà thì bứt, bứt đỉnh hết luôn đó bứt đỉnh hết luôn Nam Kim Hoa Sen Đấy, bứt hết luôn Đấy, đều ổn mọi người nhé đều lấy được 120 rồi nói chung là đội thép này, đội bất động sản và đội, chứng khoán tôi đánh giá đều đang rất là tích cực VND này, và cũng ổn này, em mai nhiều khả năng là, là cũng đánh lên. VCI. Trong dòng chứng khoán thì có con VCI đang đang đánh đẹp nhất, đúng không? Đang tích lũy trên này. Đang tích lũy trên này và cũng đang rất là gần cả, có dòng tiền phải là đánh lên luôn thôi. 1 ACD cũng cắt lên. Form đẹp, Bollinger giờ bắt đầu mở lên rồi. Đấy, VCI, nói chung dòng chứng khoán hay dòng thép hay dòng bất động sản thì các bạn cứ cầm thôi, nhiều cổ phiếu đang rất là ok, đúng không? Nói chung là giữ trận, tạo lập các thứ là cũng đang giữ trận cho thị trường không diễn biến quá tiêu cực nếu mà hôm nay mà muốn đạt thì nó chỉ cần dòng bất động sản hay là dòng dòng dòng, dòng thép hay dòng chứng khoán nó chỉ cần giảm tầm 4 đến 5 phần trăm là khi mà VNX mà giảm tầm 10 đến 15 điểm thôi là sẽ xảy ra hiện tượng mà bàn tông bàn tháo ngay nhưng mà tạo lập nó đỡ giá đúng không? nó đỡ giá và nó cuối phiên nó bắt đầu đánh lên khối ngoại và tự doanh thì cứ mua ẩm ẩm ầm ầm khối ngoại tự doanh mua đặc biệt là khối ngoại ngày nào cũng mua dòng rất là mạnh đúng không? OK, đấy dòng bất động sản thì các bạn cầm thôi. Bây giờ các bạn muốn hỏi mua mã ngành nào thì cũng uh, nếu mà các bạn mạo hiểm, oh, nếu mà các bạn mạo hiểm thì các bạn cân nhắc dòng chứng khoán, đúng không? Các bạn cân nhắc dòng chứng khoán, ví dụ các bạn có thể cân nhắc VND hay là VCI, đúng không? Đấy các bạn đấy là các bạn cân nhắc dòng chứng khoán hoặc là dòng uh, dòng uh, đấy dòng chứng khoán, dòng thép, đúng không? Dòng thép thì Nóng thép thì đang gặp cả các bạn đợi xem nó tích lũy được một hai phiên nữa mà nó tích lũy xuống đi lên các bạn mua sau Và ưu tiên giai đoạn này thì các bạn cầm hàng thôi, để mà mua thì cũng khá khoai, nó CI .E. Đội xây .E. dựng. Đấy, .E. là các bạn theo dõi cũng được. Nhưng mà CI .E. anh Vũ anh cho các bạn mua quanh quanh vùng 1310 rồi lên trên này chốt chốt rồi đúng không? CI .E. chốt rồi, các bạn, anh cũng lo thị trường nó diễn biến tiêu cực đấy bạn cho chốt con CI .E. này. Thật ra CI đấy Nếu mà để mà tôi nhé mọi người nhé Nếu mà tôi 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 thích là nó xử lý cả Xong rồi test lại thì mình mua sẽ ok hơn Ví dụ là lên này Cái vùng mà tầm 15 50 chẳng hạn Đấy nó quanh quanh cái vùng đó mà Gặp cái vùng đó xong rồi test lại đấy, Test lại thì các bạn đợi nhịp test lại Các bạn mua nó sẽ mang tính chất an toàn hơn Và lúc đó cái nhiều khả năng là Lúc đấy thị trường nó sang một cái xu hướng mới rồi đấy mọi người Xu hướng mới Bởi con CI đấy, nó đang tích lên rất là chặt này. Đúng không? Các bạn theo dõi con này thì các bạn để xem xem nó đánh xu hướng bứt không hoặc là ai mà cầm thì cứ cầm thôi đang form của nó đang rất khá là tốt này Tết cung đảo chiều tăng 2,56% đấy MACD cũng đang hướng lên rồi Ok hôm nay phân tích vậy đi nha các bạn muốn hỏi mà anh nào các bạn bình luận phía dưới tố sáng ngày mai sẽ trả lời mọi người banh trứng thép dầu khí bất động sản thì các bạn cầm thôi có cổ phiếu nào các bạn thấy vi phạm quá nặng thì các bạn hỏi nhé mọi người nhé đấy vi phạm quá nặng thì các bạn hỏi thị trường dạo này thật ra cũng không có gì để mà nói quá nhiều thanh khoản nó thấp thành ra dòng tiền lớn nó cũng không đầu tư đoạn này đâu thành thật mọi người những cái dòng tiền mà to á, hoặc là người ta chỉ đầu tư tỷ trọng nhỏ thôi để đầu tư vui vẻ thôi chứ đoạn này để mà đầu tư tỷ trọng lớn rất là rủi ro vùng kháng cự mạnh là thường thường nhà đầu tư người ta ít đầu tư đó vì người ta thích cái xu hướng nó một là chiết khấu sâu hai là xác định hẳn xu hướng khỏe luôn thì các bác đồng người ta mới vào sau khi mà dòng tiền cải thiện cơ Ví dụ bây giờ thanh khoản của thị trường khoảng tầm 13 15 000 tỷ xem. Thì tôi đánh giá lúc đấy sẽ cơ hội sẽ tốt hơn và các bạn đầu tư nó bớt rủi ro hơn. Bây giờ người ta đợi này, ví dụ nha mọi người nhá, như con CI này chẳng hạn. Người ta không đầu tư nhịp này đâu. Người ta không đầu tư nhịp này đâu, người ta phải đợi bao giờ nó xử lý cản xong cái vùng 15 50 cơ. Thì bắt đầu người ta vào sau cũng được, người ta chấp, chấp nhận là người ta vào sau. Người ta người ta ăn ăn chậm hơn. Đúng không? Tầm 5 uh, 7% cũng được người ta đợi nó xử lý cản xong bắt đầu người ta vào cũng được Bởi vì là target nếu mà một khi nó vào trận thì biên của nó tầm 20-30% Thậm chí nó test lên vùng cao cơ mọi người Ví dụ nhiều nó lên vùng 17 cơ chứ không phải là quanh quanh vùng này đâu Cho nên người ta chấp nhận mọi người nhé Chấp nhận người ta đánh sau nhưng mà người ta mang tính chất an toàn hơn Người ta đợi cái xu hướng nó đẹp hơn MACD, dòng tiền nó khỏe hơn Các bạn theo dòng tiền nó chỉ lom ron lom ron như này cái Dòng tiền nó đang tích lũy Chưa phải dòng tiền nó quá khỏe Dòng tiền ví dụ là bây giờ có CI hay là thị trường không phải thanh khoản ví dụ con CI nó lên tầm 8 9 triệu cơ thì đầu tư người ta vẫn thích hơn. Bây giờ lom rom 3 4 triệu người ta không thích lắm đâu. Đấy mọi người nhá. Ok, các bạn muốn hỏi mạnh như nào các bạn bình luận phía dưới. Dòng đầu tư công thì cứ cầm thôi. Đây là những cái dòng vẫn đang đẹp nhất của thị trường cũng như là sóng thông tin đấy mọi người, sóng thông tin đang nhiều. Vấn đề mà kinh doanh kết cả lợi nhận thì ừ, chắc gì nó đã tốt đâu nhưng mà về mặt sóng thông tin nó tốt. Đôi khi nhà đầu tư đầu tư theo theo sóng thông tin còn Kiểu khi biên độ còn lớn hơn cả là ra báo cáo tài chính tốt, nó rất là nhiều cổ phiếu khi mà uh, báo cáo tài chính sắp tới nó sắp tới nó tốt nhưng mà chưa chắc cổ phiếu đã chạy. Nhiều nhiều trường hợp như vậy lắm mọi người, bây giờ nhà đầu tư đánh thuần về mặt phân tích kỹ thuật mà. Cho nên là người ta cứ mẫu hình dòng tiền đẹp thì người ta vào, kể cả uh, kinh doanh kết quả lợi nhuận nó trả ra đâu vào đâu thì người ta cứ mua thôi, ví dụ như HBX chẳng hạn, HBX thì chẳng hạn một khi lái nó gom đủ hàng nó đánh trần 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 mấy phiên luôn hay cái con IBC chẳng hạn Đấy, đôi khi nó, những cái cổ phiếu mà cảm giác mà có thể là sắp uh, phá sản rồi mà nó đánh tăng trần bạ miết luôn một khi gạ lái nó gom đủ hàng chiết khấu nó đủ lớn rồi thì nó đánh bất chấp luôn mọi người ạ bất chấp luôn em mọi người nhá ok như LVL chẳng hạn chiết khấu đủ oh, chiết khấu đủ mà nó cũng không tăng được bởi vì là có thể là nhỏ lẻ đu bám quá nhiều Đó, nhỏ lẻ đu bám quá nhiều không tăng được Có lại còn chưa lấy được m hai mươi chưa lấy được m hai mươi ok à, các bạn muốn hỏi mấy ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhé có rất là nhiều cổ phiếu trên thị trường à, cổ phiếu nào mà các bạn thấy đẹp chẳng hạn các bạn bình luận phía dưới thì chúng tôi sẽ cho điểm mua đúng không? bạn thấy form mà mẫu hình dòng tiền nó ổn thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người cân nhắc điểm mua nhưng mà sắp tết rồi các bạn đầu tư lên thận trọng đầu tư tỷ trọng nhỏ thôi à, giai đoạn này thành thật với mọi người là tôi không thích lắm đấy chia sẻ thật thành thật tôi không thích lắm tôi không đầu tư nhiều đâu nhá các bạn muốn hỏi mọi người nào bình luận phía dưới chúc mọi người một buổi tối vui vẻ